Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm tóp mỡ da giòn. Thì để làm món này, ở đây mình có là 1 kg mỡ heo. Mỡ mình đã cạo rửa thật sạch với cái nước giấm muối rồi. Đặc biệt là cái phần da này nè, mình cạo rửa cho nó thật là sạch nha. Cái này mình rửa sạch, mình để gáo rồi nè các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi luộc sơ cái phần da heo này lên. Mình cho nước vào cho nó vừa ngập miếng mỡ heo. Rồi cái vài củ hành tím mình đập dập ra, mình cho vào mình luộc với mỡ heo cho nó thơm. Đó thì tính từ cái lúc nước chưa sôi luôn nè, thì mình sẽ luộc là 6 phút nha. Rồi, mỡ heo mình luộc sơ thôi là được. Này mình luộc được 6 phút rồi nè. Giờ mình sẽ tắt bếp. Mình lấy cái phần mỡ heo ra, mình đi rửa lại, rồi mình để cho nó ráo. Phần mỡ đã rửa sạch để ráo nè các bạn. Rồi mình cắt ra. Rồi mình cắt khoảng chừng này nè. Mình làm tóp mỡ nó còn teo lại nữa, cho nên các bạn đừng cắt nhỏ quá nha. Các bạn mở cắt xong rồi thì trước khi thắng á, thì mình sẽ cho vào đây khoảng 1/3 chén nước nha. Giờ thì mình sẽ đi thắng tóp mỡ. Rồi mình để lửa review mình thắng. Lúc này thì mình đảo cho cái nước nó ướt đều đó. Rồi xíu nữa thì cứ lâu lâu thì mình lại mình đảo lên lần, mình không cần đảo liên tục nha. Cho một ít nước vào để thắng tóp mỡ đó các bạn, thì nó sẽ giúp cho cái tóp mỡ của mình á nó ra được nhiều mỡ hơn. Thì khi ra được nhiều mỡ hơn á thì sẽ giúp cho cái tóp mỡ của mình á nó được giòn hơn. Mình thắng cho nó ra được mỡ nhiều như vậy nè, thì mình sẽ cho một ít củ tỏi vào nha. Đó, mình cho tỏi vào để cho cái mỡ và cái tóp mỡ mình nó được thơm hơn đó. Này củ tỏi bự cho nên mình cắt đôi nó ra, còn cái củ tỏi nhỏ nhỏ thì các bạn để nguyên cái tép cũng được. Đây, mỡ mình thắng nó ra rất là nhiều nè, nó ngập luôn tóp mỡ luôn đó. Rồi các bạn nhìn cái phần da nè, bắt đầu nó trắng trắng rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phần mỡ ra nha. Rồi lúc này thì mình lấy mỡ ra thôi, chứ nó chưa giòn nha. Rồi có tỏi vào cái mùi tóp mỡ rất là thơm. Rồi các bạn nhìn cái màu mỡ nè, đó nó trắng đẹp chưa nè. Thì cái phần mỡ ở dưới này á, mình lấy mình cho vào hũ, mình để dành mình xài nha. Khi tóp mỡ nó nguội bớt, mình cho một muỗng cà phê muối vào. Rồi mình xóc đều lên. Đó, cho muối vào để giúp cho mỡ và da nó sẽ giòn khi mình thắng lần hai đó. Tóp mỡ nguội hoàn toàn thì mình cho ngược lại vào chảo mình thắng tiếp lần hai. Lúc này mình cũng để lửa guêu thôi nha các bạn, mình không cần đảo liên tục, cứ chút mình lại mình đảo lên lần để cho da nó bắt đầu nó nổ lên đó. Đó, chảo nó nóng lên là bắt đầu nó nổ lách tách rồi nè, là cái da nó nổ cốm lên đó, nó giòn đó các bạn.
da nó nổ nhưng mà nó không có văng dầu nha, vì mình để lửa guêu đó, các bạn an tâm, nó sẽ không có bị phỏng tay đâu. Rồi, nãy giờ mình quên gấp cái xác tỏi ra nè, thì trước khi thắng lại lần hai đó, các bạn nhớ gấp cái xác tỏi ra nha. Không thì mình đảo hồi nó nát á, thì tóp mỡ mình nó dễ bị khét. Mình cứ để lửa guêu á, mình đảo hồi là cái phần da nó nổi cốm lên nè các bạn. Các bạn thấy tóp mỡ này bây giờ nó nhẹ và nó nhiều hơn lúc nãy không? Là da nó nổi cốm, nó phồng lên đó. À, nó ra hết mỡ, nó giòn vậy là được nè. Rồi mình cho qua đây cho cái dầu thừa nó chảy xuống, và mình đổ ra cái giấy thấm dầu cho nó giòn. Bây giờ mình sẽ đi phi tỏi để mình làm cái sốt tỏi ớt cho tóp mỡ. Đó khoảng 4 tép tỏi á, mình băm nhuyễn mình phi thơm nó lên. À, mình phi cho tỏi nó thơm lên vậy nè, thì mình sẽ cho thêm cái ớt băm vào mình phi chung. Rồi, mùi rất là hấp dẫn luôn, rất là nồng. Rồi, phi cho tỏi nó giòn lên là mình vớt ra được rồi nè. Rồi, mình cho qua gây nè. Cái dầu tỏi ớt ở dưới chén á thì các bạn có thể dùng để kho cá, nó cũng rất là thơm. Rồi, cái chảo phi tỏi ớt nè, mình cho đường vào. Đường mình dùng là 3 muỗng cà phê nha. Rồi đến nước mắm. Nước mắm mình dùng khoảng 2 muỗng cà phê á. Rồi lượng đường nó nhiều hơn nước mắm một xíu nha, vì trong cái tóp mỡ nãy mình cho muối đó thì nó còn vị mặn á, cho nên các bạn dùng nước mắm ít thôi. À, mình để lửa nhỏ luôn, mình nấu cho đường nước mắm nó tan ra. À, đường nước mắm nó vừa tan ra thì mình cho tóp mỡ vào. À, mình đảo đều lên. Rồi tiếp tục mình cho tỏi ớt vào luôn. Rồi các bạn nhớ để lửa nhỏ nha, để lửa lớn là nó khét liền á. Rồi mùi rất là thơm. Mình đảo cho nó gáo như vậy nè. Rồi mình tắt bếp. Đó, mình để nó nguội xíu là mình thưởng thức được rồi đó. Này giòn lắm luôn các bạn ơi. À, đây cái tóp mỡ da giòn sốt với nước mắm đường tỏi ớt. Mời các bạn nha. Giờ mình sẽ ăn thử. À, giòn gụm luôn á. Da giòn cốm, còn cái phần mỡ thì giòn tan luôn. Mặn mặn ngọt ngọt, rồi thơm thơm, cay cay của ớt, ăn ngon lắm các bạn. Các bạn làm xong á, mình cho vào keo hũ, mình cắt mình để ăn dằn khoảng một tuần nó vẫn ngon. Rồi đến đây thì cái món tóp mỡ da giòn mình đã làm xong. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.